Mà tôi liên tiếp cho bác ạ. Ui dồi ôi, chắc phải 3 ngày mới hết được cái hàng lô hàng về bác ạ. Lúc thì đợi mãi nó trở về, lúc thì nó về dồn về dập. Khổ thế đấy. Mà những mặt hàng này thì nó rẻ lắm, chỉ vài chục đến vài trăm tùy. Đây à, tất cả những lô này nhé. Vài chục vài trăm. Này. Con Vivo này. Này con là Vivo bác ơi. Con này con là Vivo này, hai loa, hai đầu. Hai loa hai đầu nhá. Vài chục. Nhá, con Vivo quá nhỉ. Còn mới nguyên. Đấy, bác nào lấy con này, em tí em báo giá cho. Rẻ bèo. Nó rẻ con bèo. Con này là con gì đây lạ này bác? À, con này con tai nghe không dây thì phải. Ui rồi này. Nguyên hộp này, kính luôn này. Kính cong keng bác ạ. Tai nghe thả không dây bác ơi. Tai nghe thả không dây đây rồi. Em xem nào. Đây này, nó còn một cái cục gì đấy. À, cục này là sạc cấp tín hiệu cho nó hả bác? Da mịn hết đấy bác nhá, còn duy nguyên luôn. Nguyên luôn. Ok chưa? Dưới này là sách hướng dẫn. Ok. Đấy. Một con tai nghe VIP Bluetooth 5.0 luôn. Chất lượng quá cao rồi, đúng không? Bluetooth 5.0. Tai nghe này quá tuyệt vời. Tiếp đến con này là con gì đây bác? Lại một con tai nghe nữa thì phải. Đúng rồi, lại một con tai nghe nữa. Lắm tai nghe, có đợt này lắm tai nghe thế bác nhỉ? Bao nhiêu tai nghe này? Tiếp tục con tai nghe nữa bác ơi. Đây nó có núm, có núm tai nghe theo nhá, có núm theo này, có dây theo này, để em nhìn xem nào. Đây tai nghe nằm hết trong này luôn. Đây tai nghe nằm đây luôn, sạc luôn. Mua sao đẹp thế, nhìn nó nhìn nó xinh thế đấy. Này mua cho tặng con, tặng bạn gái, tặng vợ có tuyệt vời luôn nhá, gọn xinh xắn nha. Dây hướng dẫn phụ kiện còn nguyên hết đây. Tai nghe bác nhá, lại có tai nghe tiếp. Tai nghe trắng này nữa. Con tai nghe này chất lượng giá trị đấy. Chất luôn. Ok chưa? Ui rồi luôn này lắm tai nghe quá bác ạ. Lại tiếp một con tai nghe nữa này. Một con tai nghe của Nubu. Nubu. Ui. N11. N11 đi thùng luôn này, tem siêu Nhật bác nhá, tem siêu Nhật hết luôn đấy. Đây này giá Nhật đây này, nhìn chưa, yên Nhật này, báo yên Nhật hết đấy, báo giá đồng yên Nhật luôn đấy, chứ không phải là phèn bác. Ôi trời ơi, con này phê này, nhìn thế này không hay mới là lạ, con này nghe mà không hay mới là lạ luôn ạ, nha, con tai nghe này không hay mới là lạ luôn, nó giá trị rồi. Con này thì nghe phê lắm, có nhìn cái rắc của nó này. Nó vàng ươm này. Dây bọc bọc dù hết này. Dây bọc dù này, có cả tai mic này. Đường mic ghi âm này. Đường mic ghi âm này, volume to nhỏ tại đây luôn này. Ok chưa? Con tai nghe giá trị chưa? Con nào thích con nào em tôi báo giá cho nha. Tính là báo giá một lượt. Giờ quay đã. Lên tiếp cho bác một con gì đây nữa. Con này là con máy xông tinh dầu rồi. Máy xông tinh dầu. Máy xông tinh dầu. Ai, vẫn còn tinh dầu của trong này luôn. 10 ml. Chả biết mùi gì. 10 ml. Đây là nguồn hai lọ luôn. Hai lọ tinh dầu luôn, còn nguyên. Còn hai lọ tinh dầu trong này luôn. Máy xông tinh dầu đây. Wow. Con này chạy điện xem mấy mấy vôn đây. Chắc con này chỉ mấy vôn thôi bác. DC 5V. 5V. Con này xông tinh dầu trong phòng có lịch sự rồi. VIP rồi. Xông tinh dầu.
rẻ, ngon bổ rẻ. Toàn hàng ngon bổ rẻ quá. Tiếp tục một cặp loa này nữa. Cặp loa xin luôn nhá. Bên sâu. Con này cắm điện thoại, máy tính, laptop ok hết. Máy tính, điện thoại, máy tính, laptop ok. Hàng nguyên hộp luôn. Có vặn chỉnh to nhỏ tay nghe luôn. Trời. Lại tiếp tục một con gì đấy bác? Chai rượu à? Hay là cái gì? On One Audio đây. On One Audio này. Bác nhìn này. Quê chưa? A3. Mới là cái gì đây? Để em Tuấn mở ra nhá. Bác kết rồi. Ui dồi, trong này hộp hộp này. Xem nó là cái gì nhá. Đừng có bảo nó là cái vỏ không thì chết em ấy. Ui đây rồi. Tai nghe bác ạ. Một con tai nghe đẳng cấp chưa? Có tai nghe này. Nhìn này. Chỉnh volume to nhỏ bờ này. Nút từng nút luôn, Bluetooth không rơi. Ui dồi. Bác ơi. RL luôn. Có tai nghe dã man thế nhỉ? Chưa nhìn thấy bao giờ luôn đấy. Bỏ này dẫn nhá. Này. Nguyên A3. Có tai nghe phê chưa? Đây, phụ kiện cắm của nó đây rồi. Dây này. Dây cấp tín hiệu cắm đây hết rồi. Nằm nguyên, chưa bóc cơ. Chưa thèm bóc. Rắc chia còn nguyên luôn. Sách hướng dẫn. Con A3 này hay đấy bác ạ. Tiền là của đấy thôi. Bác nào mà đam mê âm thanh hoặc chuyên hết loa thì dòng này nhá. Giá trị của nó đấy. Nguyên túi nhá, nguyên túi, nguyên sách, nguyên sốc luôn. A3. Cứ tưởng chai rượu. Nó ra tai nghe. Đây. Biết chưa? Lại thêm một cái tai nghe nữa. Con tai nghe này chuyên game luôn. Này, chuyên game luôn. Con nào thích, con nào thì báo cho em Tuấn nhá. Con này cũng nguyên hộp, thùng này toàn tai nghe, nhiều quá. Rồi toàn tai nghe luôn. Toàn tai nghe thì nhặt về. Ai dạ. Còn nguyên hộp luôn, chưa bóc một lần nào luôn. Đây. À, rắc cắm này, cấp tín hiệu này, volume vặn to nhỏ tại đây luôn hết này. Mic thu âm này. Đây. Còn nguyên, nguyên hộp luôn, chưa mở lần nào. Đấy, bác nào có nhu cầu thì liên hệ với em. Đấy, hết lô này. Ui, còn mấy thùng nữa cơ bơ. Còn nhiều lắm bác ơi, còn rất là nhiều luôn. Em vừa quay cái lô này cho bác một đống, bây giờ lô này còn đống ở kia nữa. Thôi cứ dần dần bác ạ, phải dần dần thôi, chứ không ảo ảo được nhá. Hẹn gặp lại các bác clip sau. Bác nào nhu cầu liên hệ với em Tuấn. Đấy, lô này vừa quay hết lô này cho bác đây. Vừa quay lô này.